Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ và phương Tây phản ứng trước chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam Ngày 17 tháng 6, VOA Tiếng Việt cho hay ông Putin sắp đến Hà Nội, Mỹ phản ứng gây gắt, EU bất mãn. VOA dẫn một hãng tin quốc tế cho biết Mỹ phản ứng gây gắt về chuyến thăm cấp nhà nước sắp diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam Trong lúc Liên minh châu Âu bày tỏ sự bất mãn về việc Hà Nội hoãn chuyến thăm của quan chức phụ trách cấm vận Nga VOA cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6, truyền thông nhà nước Việt Nam và Nga cho biết. Chuyến thăm diễn ra sau khi Hà Nội bỏ qua Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ vào cuối tuần trước, trong khi lại cử Thứ trưởng Ngoại giao tham dự một cuộc họp của khói BRICS ở Nga vào đầu tuần trước. Và đây là hình bài trên VOA. VOA dẫn lời phát ngôn nhân của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói với hãng tin quốc tế trên cho rằng không nước nào nên cho Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của họ và mặt khác cho phép ông ta biến sự tàn bạo của mình trở thành bình thường. Nếu ông ta có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa các hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế của Nga. VOA cũng cho biết Tòa án hình sự quốc tế viết tắt ICC có trụ sở tại La hồi tháng 3 năm 2023 đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine nhưng Việt Nam không phải là thành viên của ICC nên không có nghĩa vụ tuân thủ. Trong khi đó, theo VOA, Liên minh châu Âu, đối tác kinh tế quan trọng khác của Việt Nam đã không bình luận trước chuyến thăm, nhưng hồi tháng trước đã bày tỏ sự bất mãn về quyết định của Hà Nội trì hoãn cuộc họp với đặc phái viên EU về các biện pháp trừng phạt Nga. Quyết định được cho là liên quan đến việc chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Putin. VOA dẫn nhận định của ông Len Story, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore cho rằng, trên quan điểm của Hà Nội, chuyến thăm của ông Putin nhằm chứng tỏ rằng Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại cân bằng, không đi theo bất kỳ cường quốc nào. VOA cho biết thêm, đây là lần thứ năm ông Putin tới thăm Việt Nam và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ năm 2017. Và đây là hình ông Putin và ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Hà Nội, ông Putin dự kiến sẽ công bố các thỏa thuận trong các lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư, công nghệ và giáo dục hai quan chức nói với hãng tin quốc tế. Tuy nhiên, các cuộc bàn thảo với các lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ tập trung vào các vấn đề nhạy cảm hơn, các quan chức trên cho biết, nhưng không nói rõ vấn đề gì vì nó không được công khai. VOA dẫn lời giáo sư Carter, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc ở Canberra cho rằng, các chủ đề chính sẽ là củng cố các quan hệ kinh tế và thương mại, bao gồm bán vũ khí. Không rõ liệu thông báo về các chủ đề này có được đưa ra hay không. Ông Putin và các nhà lãnh đạo Việt Nam nhiều khả năng sẽ bàn thảo về cách thức thực hiện các giao dịch bằng tiền rúp và tiền đồng thông qua hệ thống ngân hàng để cho phép thanh toán hàng hóa và dịch vụ, ông Thầy giờ nói. VOA dẫn lời bà Nguyễn Thị Hồng Vân, chủ một cửa hàng lưu niệm Nga tại Hà Nội cho hay, người Việt Nam rất yêu thích các sản phẩm của Nga, Bà thể hiện sự hào hứng của những người Việt Nam lớn tuổi trước chuyến thăm của ông Vladimir Putin. VOA cũng dẫn lời ông Trần Xuân Cường một cư dân Hà Nội 57 tuổi nói rằng tôi rất vui khi biết ông Putin đến Việt Nam vì ông ấy rất tài năng, thật sự là một lãnh đạo thế giới. Tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Tinh thần nga rất tuyệt, nói nhẹ nhàng, nhiều tình cảm và yêu hòa bình. Ông Trần Xuân Việt, một cư dân khác ở Hà Nội 83 tuổi nói. Trái với những người lớn tuổi vẫn theo VOA, những người trẻ ở Việt Nam từ chối bình luận về ông Putin. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Mỹ và phương Tây phản ứng trước chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Còn có các tiên truyền chân thật về hiện tượng sư Minh Tuệ. Ngày 15 tháng 6, Facebooker Dương Quốc Chính bình luận Dân 100 triệu, ai người lớn? Thời báo chấm trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Và đây là hình giấy tờ trên Facebook Dương Quốc Chính. Hai hôm trước, mình xem video quay cảnh đồng bào ùng ung đến đảnh lễ cái trời mà ông Minh Tuệ từng ngồi tu gần 10 ngày, thật đáng kinh ngạc vì không khí thành kính còn hơn cả đồng bào đến thăm hang Bắc Bó, nhà sàn Bắc Hồ hay làng Kim Liên vì đảm bảo không có đồng bào nào quỳ mập xuống lại chỗ bác từng ngồi như vậy. Có lẽ với họ, thầy Minh Tuệ đã là Phật sống rồi. Nói đi cũng phải nói lại, hiện tượng Minh Tuệ làm lòi ra mặt trái của Phật giáo quốc danh. Nhưng ở phía đối diện, hiện tượng Minh Tuệ cũng làm lòi ra các sự mê tín và cả tin, cuồng tín của rất nhiều đồng bào. Mình nghĩ cái chuyện cuồng tín này, đảng và chính phủ cũng có trách nhiệm không nhỏ đâu. Thế nên quá dễ hiểu tại sao bộ máy tuyên truyền phải không ngừng nhòi sọ về lãnh tụ kính yêu, người cầm lái vĩ đại, cha già, dân tộc. Mình nghĩ vai trò của truyền thông chiếm 70%. Thế mới nói, vụ này truyền thông chính thống đã hoàn toàn thua truyền thông mạng xã hội, thậm chí còn phản tác dụng như vụ VTV. Tức là càng chê, càng bình thường hóa con người ông Minh Tuệ, thì người ta lại càng hiểu ngược lại. Và đây là hình người dân quỳ lại cái chòi Nơi sư Minh Tuệ từng ở. Mấy hôm rồi, nhiều người bào chữa cho sự mê muội của đồng bào, nhưng đến giờ này, mình cho là không gì bào chữa được nữa. Mê muội cũng là quyền, tất nhiên, nếu nó không làm phiền tới ai thì ít nhất là không phiền đối tượng được mê muội. Nhưng mê muội tới mức làm ông ấy và gia quyến không được sống yên ổn thì rõ ràng là vi phạm quyền tự do tu tập và quyền được sống yên bình của gia quyến ông Minh Tuệ rồi. Vậy sao có thể bào chữa được? nhìn cảnh ông bà già bị người ta ồn ồn tới nhà quay video cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn thì hóa ra phật sống làm hại bố mẹ mình nhất là nếu chuyện này kéo dài vài tháng thế nên việc ông ấy được bị đi ẩn tu lần hai là việc chẳng đặng đựng chính ông Minh Tuệ đã nhắc đi nhắc lại rằng con còn đang tập học chưa có thành tựu gì cả thế nhưng đồng bào lại dán mắt phật sống cho ông ấy điều đó cho thấy dân Việt đang quá khủng hoảng niềm tin bác hồ, bác giáp, bác trọng, thậm chí cả Phật hoàng, trần nhân tông có lẽ không còn đủ tin cậy tâm linh với đồng bào, không phù hộ độ trì được cho ai nữa chăng? Đây là một ca rất khó và bất ngờ đối với đảng, chính phủ, ban tuyên giáo và bộ công an. Bây giờ đã quá muộn để xử lý mạnh với ông Minh Tuệ vì ông ấy đã thành Phật mất rồi. Chính vì vậy, nên giờ này công an không dám khẳng định hay phủ định về biến cố ngày 3 tháng 6 là có bàn tay lông lá ở đó hay không và đây là hình sư thích minh tuệ. Mình cho là để giảm bớt sự cuồng tính của đồng bào, thì ban tuyên giáo phải thay đổi cách thức truyền thông. Đừng cố phải bẻ lái để biến ông Lê Anh Tú thành một kẻ lang thang bình thường nữa. Phải chấp nhận thực tế là ông ấy đang rất được lòng dân và không làm gì vi phạm pháp luật. Vì vậy mà báo chí cứ thoải mái đăng tin về ông ấy để cạnh tranh với mạng xã hội. Thậm chí, VTV có thể đưa tin mỗi ngày, tất nhiên là với nội dung thật sự khoa học công bằng, tôn trọng để độc giả hiểu được bản chất của sự việc. Mình nghĩ truyền thông như bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là rất hợp lý. Họ đánh giá cao ông Minh Tuệ, đánh giá cao sự gian khổ khi tu theo hạnh đầu đà. Thậm chí họ vẫn công nhận ông ấy là sư, tu sĩ Phật giáo. Nhưng mặt khác, họ không hề vì vậy mà phủ định việc cúng dường và thành lập tăng đoàn để tu tập trong chùa. Họ nêu rõ cách của ông Minh Tuệ chỉ là một trong nhiều cách tu và đương nhiên không phải là cách duy nhất đúng mà phật dạy phải có cách tuyên truyền trung đạo như vậy thì dần dần người dân mới giác ngộ ra được ông minh tuệ chưa hoặc không phải là phật sống mới bớt cuồng tính đi chứ với kiểu tuyên truyền theo giọng công an như hiện tại thì đã hoàn toàn thất bại rồi nếu dùng bạo lực để đàn áp ông ấy thì hệ lụy còn khó lường hơn nhiều cứ để báo chí tự do phân tích về hiện tượng này một cách khoa học rồi dần dần người ta cũng chán thôi vì tâm lý chung là càng cấm đoán người ta càng háo hức đến đỉnh lễ vì sợ ông ấy bị biến mất từ hiện tượng này các bố mẹ cũng đừng chửi các cháu phen cuồng sao hàng nữa người già còn như vậy chắc gì các cháu qua vụ này mình cũng hiểu và thông cảm hơn với các cháu bò đỏ cuồng tính quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin cần có cách tuyên truyền chân thật về hiện tượng sư minh tuệ Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.